Đẹp hết và nó thực sự rất là nhìn rất là sướng, từ trang phục đạo cụ tất cả mọi thứ gần như là hoàn hảo. Tôi đã nói là nhầm người rồi mà. Nhầm cái đầu của cô ấy. Đã biết tất cả các tình huống cũng như các lời thoại rồi nhưng mà khi xem phim mình vẫn cười rất là đã. Mình cảm thấy rất là bất ngờ, rất là ấn tượng với diễn xuất của nhân vật nữ chính. Cái ấn tượng đầu tiên là cái màu phim với lại tạo hình của nhân vật Auntie có những cái biến đổi để nó phù hợp với khán giả Việt Nam hơn. Những cái thước phim rất là mang tính chất điện ảnh. Mình không hề nghĩ đó là một bộ phim truyền hình. Cái diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc cũng như là Chibu nó có một cái sự ăn ý. Em có hài lòng với buổi tiệc sinh nhật mà anh tổ chức cho em không? Cũng được. Bản thân Chibu là đã quá đẹp rồi. Nhưng mà trong đây nó còn đẹp hơn, đẹp tương đương với Kim Tae Hee, diễn viên bên Hàn Quốc luôn. Thì cô nghĩ là cái bộ phim này sẽ làm nên chuyện trong năm 2019 này? Một trong những cái phim hoành tráng nhất hiện tại. Rất là ngọt ngào. Cũng tưởng tượng tới cái thời mà tình yêu đầu tiên của mình, cảm thấy là rất là happy và rất là hạnh phúc. Mình coi kết thúc phim mà mình vẫn cảm thấy là mình muốn coi nữa. Hy vọng là khi mà công chiếu thì nó sẽ được đón nhận của tất cả các bạn khán giả. Rất là trông chờ những tập phim tiếp theo. Và nhất định là mình sẽ theo dõi bộ phim này trên đài VTV3. Bộ phim Mối Tình Đầu của tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ từ ngày 16 tháng 1 trên kênh VTV3 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Hãy ủng hộ bộ phim Mối Tình Đầu của tôi nhé.